vị các bạn nha. Hôm nay mình đã ăn về mình ăn hai cái tô mì nghe bạn. Mới đi đó bằng về các bạn. Hai tô mì luôn nha các bạn. Mới đi đó bằng về nha bạn. Ăn thôi. Hai tô mì luôn nha các bạn. Mới đi đó bằng chuyện nha bạn. Ăn thôi. Ăn thôi. Ba một cái ăn đi nha. Hai mày ăn tôi đi. Rồi tôi nói thứ ba từ gói nữa. Mấy gói nữa. Ba gói nữa. Vì vậy làm ba chết rồi nè. Đi nước mà. Chút hết cơm. Lỡ lên lấy rồi. Chút hết cơm. Đi nước mà. Mình gây nước nha bạn. Đó là những mì mình muốn nha. Ngon quá. Nước thì muốn rồi. Cái mình để đau vô.
rau 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 vô cái mình để thêm bột ngọt muối gì vô, cái mình bỏ mì vô, mình xịt cái tương lên, sốt sấy rồi, tương chua đó, tương cay. Không có lửa đâu, nó ngon không? Đi, lấy cái chai này là nóng nè. Mày đi đi, thử bước đi đi đi. Mày nhảy nhảy mày. Tao ngồi chào nha. Mấy bà kêu mà làm bún gói ngon ngon mà làm. Sao thôi? Ủa sao mà không có bị điện gì, con bị điện gì? Không, thấy nó con bị điện mà, ngớm có bị điện ta? Không. Cô nha, ông bà, cô chú, anh chị, cậu gì các bạn nha. Cô nha, bà. Bye.